Nhân năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức tuần phim ASEAN 2020 miễn phí tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7. Tuần phim sẽ giới thiệu đến khán giả chín bộ phim đặc sắc đến từ chín nước thành viên ASEAN, trong đó có 8 phim truyện và một phim hoạt hình. Tại Hà Nội, tuần phim diễn ra ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, Đà Nẵng là rạp Lê Độ và Thành phố Hồ Chí Minh là CineStar Hai Bà Trưng.